Tu hành là gì? Là tu sửa. Chúng ta cả đời mình là đang tu sửa. Quý vị phải nhớ, chúng ta có sai cỡ nào đã gặp Phật Pháp mà thật sự muốn sửa thì nhất định quý vị sẽ trở thành người tốt. Chỉ sợ ngay chỗ là chúng ta không chịu sửa quý vị à. Chúng ta tu có tu mà sửa thì không sửa. Cái điều này là do chúng ta, chứ không phải là do Phật Pháp. Không phải là phương pháp của Phật không linh, mà là do chúng ta tu học mà không sửa. Đúng không quý vị? Từ một con người sân si tu học giảm sân si, từ một con người tham lam tu học giảm tham lam, từ một con người ngu si tu học đỡ ngu si. Vì thấy trong Phật Pháp rất là đặc biệt, Phật Pháp đặc biệt như vậy. Chúng ta gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ, rõ ràng chúng ta gặp báu vật. Báu vật vô giá đó quý vị à. Hãy chăng thật cố gắng mà nắm giữ báu vật vô giá này. Thấy không? Cho quý vị tiền bạc bao nhiêu đi chăng nữa, cho vật chất bao nhiêu đi chăng nữa, để của cải bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng. Tại vì sao? Vì chúng ta không thể nào có thọ mạng để hưởng được cái cõi đời này. Chỉ có việc cực lạc mới thật sự hưởng được. Không? Người thật sự thông minh trí tuệ chọn thế giới cực lạc mà về, đó mới là thật sự điểm hưởng thụ tuyệt vời mà không có tác dụng phụ. Không? Mấy ngày Tết sắp xếp chương trình cho quý vị tu học cũng cảm thấy rất là thích thú. Buổi sáng thì quý vị được ngủ 4 giờ rưỡi, rất là thoải mái. Từ nơi đó thờ khóa dịp Tết rất là thoải mái, tu tập được. Tối lại có chương trình. Quý vị thấy rằng là vô chùa, ở trong chùa, quý vị thấy có khổ gì không? Nếu như Phật Pháp mà bây giờ khổ quá thì ai tu? Như Đức hỏi quý vị, con người bây giờ họ phải thấy nó sung sướng hơn thì họ mới làm. Sung sướng mới làm. Nên cái pháp niệm Phật này là cái pháp quá phù hợp với chúng sanh thời mạt pháp. Vì sao? Vì cái pháp tu sung sướng. Cái pháp tu mà hưởng của cải của cha mẹ để lại đầy đủ. Pháp tu tự lực là mình chỉ chăng thật niệm Phật, còn nhị lực là phước duyên của Di Đà để lại cho chúng ta. Nên nói rằng là lấy cái quả giác tu đã thành của Phật A Di Đà làm nhân tu cho mình, chứ không phải là dạy như các pháp khác. Nhân tu của Phật dạy mình nhân tu của Phật thì mình làm thấy không nổi, phải trải qua thời gian rất lâu xa. Còn bây giờ lấy cái quả giác tu đã thành của Phật A Di Đà gói gọn vào một câu Phật hiệu, chúng ta chỉ cần có lòng tin chân thật niệm câu Phật hiệu. Cứ tin 100% niệm câu Phật hiệu, niệm giết rồi sanh phước duyên vô cùng thù thắng. Và nhiều cái buồn khổ trong tâm trạng tự nhiên sẽ giải tỏa được. Rất nhiều cái buồn phiền tự nhiên giải tỏa. Vì sao? Vì tất cả cái buồn phiền là do gì nghĩ, nghĩ mà buồn phiền. Bây giờ nghĩ ai với Đà Phật thì tất cả những cái buồn phiền tức khắc giảm. Con người ta là thường quay lại quý vị. Đúng quý vị, thường quay lại. Bây giờ chúng ta nên thay đổi lại và tập lại cái nghĩ, nghĩ cái khác. Nghĩ ai với Đà Phật
Chúng ta thường nghĩ A Di Đà Phật, chùa của mình nếu không niệm Phật lễ Phật thì chùa mình không có gạo ăn. Quý vị biết rằng danh hiệu A Di Đà Phật, bổ nguyện Di Đà soi gọi, khi quý vị niệm Phật lên, Phật quang phổ chiếu, Phật quang phổ chiếu, chiếu soi gọi tất cả chúng sanh. Chúng sanh vừa đến ngôi Tam Bảo, chúng sanh ở cách xa thiệt xa cũng được quang minh ảnh hưởng. Từ nơi đó mà tâm chúng sanh tự nhiên phát tâm từ bi, từ bi ngay đạo tràng niệm Phật. Lạ như vậy. Và đến đạo tràng niệm Phật, lạ thay là mở rộng tâm lượng. Tự nhiên đi đến nơi khác thì cúng dường không bao nhiêu, mà lại ở đây lại chịu cúng dường. Là vì sao? Vì Phật quang phổ chiếu quý vị. Phật quang phổ chiếu, trần cấu tiêu trừ, tâm lượng mở rộng, trí tuệ phát sinh. Thấy không? Nên cái nơi niệm Phật thù thắng là do Phật quang phổ chiếu. Mà chỉ có Phật quang phổ chiếu thì đột phá được cái màn vô minh của chúng ta. Màn vô minh đã bị đột phá rồi thì tự nhiên quý vị sẽ biết được quý vị nên làm gì. Hay như vậy. Nên 100% chúng ta khả năng về tự lực để mà gọi là giảm bớt tham sân si thì không có khả năng này. Nhưng chúng ta nhờ tha lực. Tha lực là gì? Là quang minh phổ chiếu là tha lực. Giống hệt như bây giờ thời tiết nóng bức, chúng ta cảm giác có một ngọn gió thổi ngang, thích thú vô cùng. Quang minh Phật A Di Đà ngày thường phóng quang như vậy, chúng ta được tắm mình trong quang minh thì nghiệp chướng chúng ta tức khắc tiêu trừ. Vì sao mười phương chư Phật tán tán Phật A Di Đà? Vì mai quang minh Phật A Di Đà soi rọi tặng hư không pháp giới. Nên Đức Phật A Di Đà còn một danh hiệu là một vị Phật vô lượng quang. Nên mười phương chư Phật đều thấy rõ quang minh đó, và thấy mỗi một chúng sanh được tắm mình trong quang minh thì chúng sanh nó tức khắc được an lạc và vô cùng tự tại. Mà mười phương chư Phật thì lại không có cái nguyện này, có năng lực này mà không có nguyện này. Nên chúng sanh có thể tu tự lực đạt đến đỉnh cao nhất thì mới cảm được quang minh của mười phương chư Phật. Chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà, quý vị chỉ cần niệm danh hiệu Ngài thì quang minh soi gọi đến quý vị. Đây là nguyện. Tụng trong kinh Vô Lượng Thọ coi chạm được quang minh cảm giác như thế nào. Có người thường vui vẻ và an lạc. Nếu như một con người này pháp hay nhiều lần mà được quang minh Phật A Di Đà soi gọi bao trùm thì hương linh thai nhi vô cùng mát mẻ và cảm thấy an ủi. Tiêu trừ đi trần cấu. Trần cấu là sự phiền não và báo thù. Được quang minh soi gọi bao trùm thì trần cấu tiêu trừ, phiền não được quá giải, thì tức khắc mở tâm ra để niệm Phật. Thì lúc đó tức khắc người sống được nhờ, người chết được lợi. Đặc biệt không? Quá hay. Như quý vị bây giờ đang ngồi đây cũng được quang minh Phật A Di Đà đang bao trùm quý vị lại. Vì sao chúng ta biết? Vì tán thán bổ nguyện Di Đà là được mười phương chư Phật đều tán thán, và ghi Phật A Di Đà là phóng quang hộ trì. Đây là cái cực kỳ quan trọng quý vị. Thấy không? Khi hiểu được những nguyên lý này, vì rất thích niệm Phật, cực kỳ thích thú niệm Phật. Niệm Phật những thờ khóa hai thờ đó là để duy trì. Thật sự niệm Phật là đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Mà người thật sự mà biết được cái việc đi đứng nằm ngồi niệm Phật quan trọng thì người này phải thật sự là cảm nhận được bổ nguyện Di Đà. Phải cảm nhận được bổ nguyện Di Đà
thì người này mới thật sự thích đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Vừa nghe như vậy là trong lòng đã cảm giác thích niệm Phật rồi. Thì coi cái vị thiện căn cỡ nào, thiện căn cỡ nào vị sẽ nhận thức được khi nghe tịnh độ. Khi nghe tịnh độ mà trong lòng răng răng cảm xúc là tịnh độ, quý vị có nhân duyên về. Càng nghe mà càng thích, không chán, là biết nhân duyên bị vậy, vì tịnh độ. Nhớ nha quý vị. Quý vị nhớ, chúng ta có làm việc lớn lao gì trong cuộc đời này, nhưng nếu như chúng ta không niệm Phật, thì xin thưa quý vị, tất cả những việc lớn lao chúng ta làm đó đều vô ích. Bây giờ một ông chủ lớn thiệt lớn, giàu cả đất nước thì cũng không bằng. Ông có làm bao nhiêu chuyện gì ở thế gian này lớn, nhưng nếu ông không niệm Phật sanh cực lạc, vô ích. Chắc chắn quý vị luôn. Vì sao? Vì cuối cuộc đời quý vị không giải quyết được vấn đề sanh tử, làm người còn chưa được. Không phải bị làm bao nhiêu việc thiện mà làm người, mà là giữ năm giới mới được làm người. Hãy nhớ kỹ chỗ này. Có khi chúng ta làm một việc lớn, cực kỳ lớn, nghĩ rằng làm việc lợi ích cho người ta, nhưng thật sự là nuôi cái danh, cái lợi của ta. Hãy bình tĩnh suy nghĩ cho thật là kỹ. Ít có cái người mà làm toàn tâm toàn ý vì người, hy sinh mình vì người. Ít có người như vậy. Người như vậy phải thật sự hiểu thì mới làm. Đa phần chúng ta ưa có cái bệnh là nuôi danh nuôi lợi cho bản thân mình mà làm. Nếu như cái tâm làm đó, bao nhiêu con người có thể nhìn thấy đó là thiện, nhưng trong Phật Pháp nói bạn không có thiện. Bạn không có thiện. Phải chân thật niệm niệm vì người, lợi ích cho người. Mà cái lợi ích xác thực nhất là gì? Đem tịnh độ giới thiệu. Giáo pháp Đức Thế Tôn 12.000 năm, bây giờ chưa được 3.000 năm mà đã đi vào thời mạt pháp. Mạt pháp là gì? Pháp của Phật không có mạt. Nhưng con người bây giờ chúng ta không có tiếp nhận được giáo pháp của Phật. Dù có đi chùa, nhưng thật sự chúng ta không có tiếp nhận được giáo pháp của Phật. Dù có tụng kinh, chúng ta cũng không hiểu lời kinh như thế nào. Nửa tháng đi sám hối một lần. Cứ là gì? Y rang như mình mẩy dơ giấy đi tắm bữa. Nhưng mà nửa tháng tắm một lần, 13, 14 ngày kia không tắm, quý vị chịu nổi không? Vì sao pháp môn niệm Phật là thù thắng? Vì mỗi ngày quý vị niệm Phật là mỗi ngày được xông ớt và được tắm. Quá đặc biệt đúng quý vị. Người ta nửa tháng đi sám hối một lần, người ta không biết nguyên lý của sám hối là gì cả. Người ta chỉ đọc văn đó để gọi là sám hối, lại đó để gọi là sám hối. Bạn lại Phật là sám hối sao? Bạn lại lâu ngày, bạn phát chân tâm, bạn có thật sự hiểu biết được định luật nhân quả, thì đó mới là sám hối. Bạn lại 3.000 lại, bạn lại 5.000 lại, bạn lại 6.000 lại, một lại, một vạn lại, một tỷ lại đi chăng nữa, bạn cũng không biết nguyên lý của sám hối. Chừng nào bạn hiểu được thì bạn lại một lại cũng là sám hối. Vì sao chúng ta phải tổ chức 3.000 lại Quan Âm? Vì kích thích tư tưởng chúng sanh. Chúng ta quá kiêu ngạo ngã mạn, nên chúng ta phải làm một cái gì phi thường để ta đây là phải làm được. Chứ nếu như tổ chức 2-3 lần sau nữa thì coi chừng rớt đài. Một lần kích thích để vang danh thiên hạ, lấy cái danh đó để
củng cố nhân sự con người, kéo về để dạy niệm Phật. Cho họ 3.000 lại họ lại được rồi. Bây giờ đổi lại 1.000 lại thì họ nói đây là chuyện nhỏ. Có những người lại 3.000 lại chỉ mới đi lần đầu, nhiều lắm, kích thích họ cố gắng. Cuối cùng bây giờ 1.000 lại phải đến lại chứ sao, vì quá bình thường. Từ nơi đó mà pháp hội lễ Quan Âm của chúng ta đi đến cái mức đông cực điểm. Năm ngoái chúng ta tổ chức lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Bữa đó cái cô kia có nói rằng là năm ngoái lại Quan Âm là 8.500 lại. Tập trung là hết một năm. Và từ hôm nay chúng ta hoàn toàn là giữ cái thờ khóa lễ Quan Âm của mỗi năm tổ chức. Lần tổ chức nào cũng chỉ đúng 1.000 lại. Quân bình luôn, duy trì mãi mãi, không thêm không bớt nữa. Sau này qua đời mình, đời sau thêm bớt gì đó là chuyện của họ. Đời chúng ta duy trì như vậy. Và lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, những đứa còn nghĩ ra một chương trình, đó là buổi sáng pháp hội Di Đà. Buổi chiều thì pháp hội Quán Âm. Này rất đặc biệt, xịn sò đúng quý vị. Chuyến đi 2 ngày cực kỳ xứng đáng. Xứng đáng lắm. Và những đức mua lo bắt lo ngay cái nhà tôn. Bằng ngày 2 thờ là chúng ta tập trung ngay nhà tôn. Tại vì sao? Chánh điện bên đạo tràng ba quá nhỏ, rơ rớt rất nhiều, người ta không vào vị trí ngồi được. Chúng ta lấy cái nhà tôn, dù có ca hát gì đi chăng nữa thì vô cùng hoành tráng, rất hoành tráng quý vị. Nên à, buổi sáng có thể ví dụ như 18, sáng 18 thì chúng ta có thể pháp hội Di Đà thì ngay chùa mới thì cũng không sáng, tại vì sáng nó mát quý vị, rất là đẹp, mát mẻ đúng không? Khó không? Nhưng cái thờ 8 giờ rưỡi là chúng ta qua nhà tôn, thờ buổi chiều chúng ta qua nhà tôn, tối lại Quan Âm thì ngay đạo tràng ba được, đúng không? Như vậy thì rất đặc biệt. Còn ngày 19 thì nguyên ngày chúng ta ngay nhà tôn hết, sử dụng ngay nhà tôn hết luôn. Nên những đức mua một dàn lo bắt cố định ngay chỗ nhà tôn, vì cái anh mà ảnh lại Quan Âm á, anh Thanh á, ảnh chỉ là phục vụ lại Quan Âm, không có dính vô ca hát, nghe không? Và bản thân của những đức, xin thưa quý vị, những đức cũng đang dự tính là mình phải có một dàn lo để tự mình quyết định, đang tính đó quý vị. Tại vì sao? Vì chùa chúng ta có thể làm được, mấy chú làm được, và bật âm thanh đều ra hết để cho ai cũng nghe. Còn nếu như người ta đặt âm thanh thì những đức lại không đụng vô được, vì lo của người ta. Nhưng mà mình đang tính trước tính sau, là gì? Người ta đã kết hợp với mình thời gian quá lâu, đang đắn đo suy nghĩ. Nhưng mà cái của người ta thì mình muốn điều chỉnh, muốn nói rất là khó. Với số lượng năm nay mà đông như vậy, nếu mà lo mà chỉ bắt như vậy thôi thì nhiều người ở xa, tại âm thanh nó vang quý vị,
nó vang đến nhiều người lỗ tai, không không rõ thì lại nghe không được. Còn như mấy thầy mấy chú mình thì mấy thầy mấy chú lại chịu khó là đi bắt chơi cục nhỏ nhỏ tứ tung lăng tan, thì chỗ nào người ta cũng nghe được quý vị, nghe đều hết. Nên lo đài thì thật sự mình mua lo cũng không có mắc quý vị ơi. Mua lo bình thường lắm, không có mắc, vừa vừa thôi. Những đức nghĩ rằng là nguyên một cái dàn lo đó, đó nếu mà chúng ta mà chịu mà bắt hết trơn để mà sử dụng luôn nghe, những đức nghĩ rằng chừng 1 tỷ là sử dụng được. Thật sự mà nói, nếu ai mà chịu đầu tư cái này thì cũng nên đó quý vị. Tại vì nó ý nghĩa mà, nó rất là ý nghĩa. Nêu lên vậy đó, ai thích chơi thì chơi, đúng không quý vị? Làm việc cho mọi người mà quý vị, đúng không? Thì tới giờ mấy thầy mấy chú đồ bật lên, mấy ông tự niệm Phật đồ luôn. Thì thật sự mà nói, anh Thanh thì mai mốt anh cũng lớn tuổi, thì từ từ mình cứ nhờ người ta nhiều quá. Như bây hổm mà cái chuyến mà ở bên kia buổi sáng á, thì ảnh cũng bận cái chùa khác, nên cuối cùng là mấy chú mình cũng ra tay mà cũng được, gom lo lại cốc nháy ảnh ương Bắc Đại Bắc Càng mà cũng được đó quý vị. Bữa sáng đó nhớ không, con làm buổi sáng bên đạo tràng ba sáng sớm đi Di Đà, đó là bữa đó là chùa mình bắt lo, chùa bắt lo. Thì thấy rằng là mấy thầy mấy chú mình làm cũng được quý vị. Như lo nhà đức giảng này bị nghe được không? Cái tông á, cái tông mấy thầy mấy chú trong chùa là bật âm thanh nhà đức là quen, quen cái tông giảng. Cái tông mình là cái tông giống như mình giảng nó vừa vừa vậy nè quý vị, nó chứ không phải là quá dội lớn quá. Nó còn thí dụ như người ta bắt nguyên một dàn lo vậy quý vị, gần thì nó lớn dữ lắm, nhưng mà nó đẩy mạnh luôn. Giống như cái công sức của lo nó cực kỳ mạnh, nó đẩy tuốt ra tới ngoài cổng chùa ngoài kia ngoài nghe, nó đẩy vậy đó. Nên cái người mà lỗ tai nghe rõ được thì nghe, còn người mà lỗ tai yếu một chút thì cái âm thanh nó hợp vang á, tung 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 người ta không nghe được. Nguyên lý đó là gì đó quý vị. Nhưng mà thật sự mình rất là cảm ơn anh, tại vì nhờ anh mà kết hợp với mình cũng tính ra 7-8 năm gì tổ chức cái những cái rất nhiệt tình, đem lo đài lên để đây cố định luôn và không lấy tiền một cắc, chân thật làm nhiệt tình. Nhưng mà đến lúc những đức suy nghĩ gì rồi thì chắc là đến lúc chùa mình là giống như chương trình nó cũng lớn quá. Mấy ngày nay những đức định điện anh là nói rằng là thôi anh cho lo nhiều nhiều thêm, anh sắp xếp đi, mà mình thấy của người ta mình nói thấy kỳ quá trời kỳ, nó thật sự luôn. Người ta đem lại người ta bắt thôi, chứ bây giờ mình mà kêu người ta phải là bắt thêm cạnh này khúm kia thấy nó kỳ gì đâu. Không có tính người nhà đức vậy đó quý vị. Thật sự mà nói cái gì nó cũng cái ăn tình, nó ăn tình, chứ chùa mình làm được chứ không ai không được đâu đó. Nên mong rằng quý vị là người nghe đạo, sống với cái cuộc đời này, cái gì cũng suy nghĩ kỹ, cái trước có sao, có tình có nghĩa. Và những đức mong quý vị khi đi phục vụ chúng sanh, phục vụ tam bảo, phục vụ ai đi chăng nữa, hãy mang tâm lắng nghe. Hãy mang tâm lắng nghe. Ta nói lắng nghe là vàng. Mình không có sự lắng nghe khó lắm quý vị ơi, hiểu không? Quý vị nhớ đừng có bao giờ rằng là cái gì mình làm á, mà mình cho rằng á, mình là con người kinh nghiệm rồi không cần nghe ai. Chưa chắc nha quý vị. Quý vị là rất có kinh nghiệm, nhưng có những cái người ta, một khía cạnh nào người ta nói ra quý vị mà lắng nghe, quý vị có khi còn thành công hơn thêm nữa. Thành công hơn thêm nữa đó. Nên như Đức nói với mấy anh em chỉnh lo trong chùa, như Đức nói mấy ông chỉnh là mấy ông đưa ra sản phẩm, còn người sử dụng sản phẩm là bản thân những đức giảng nghe và Phật tử nghe mới là quan trọng, đúng không quý vị? Không có một kỹ sư nào mà chế biến ra một cái cỗ máy hoặc là một cái
phương tiện sử dụng nào mà là tự ý mà không đi tham khảo. Đều phải đi tham khảo, coi cái sản phẩm mình đưa ra công chúng mọi người tiếp nhận có được hay không, mọi người có trả lại những cái không vừa bụng cái gì cái gì. Ví dụ số lượng ít, trong ngàn người mà có một hai người, thì đây thì chúng ta nghĩ rằng là ý định này nên để ý một chút thôi, chứ cũng không quá quan trọng quá. Nhưng những người đã đi đến góp ý những điều nó vô cùng quan trọng thì chúng ta phải bình tĩnh và lắng nghe, đúng không? Ví dụ như giờ quý Phật tử nghe Nhật Đức giảng đi, Nhật Đức là người giảng pháp, quý vị là người nghe pháp. Có những cái quý vị nghe Nhật Đức chia sẻ quý vị thấy hay, có những cái quý vị thấy nó không phù hợp, thì quý vị có quyền chia sẻ cho Nhật Đức nghe, cái đó thầy coi xem lại, nhắc nhở gì thôi, Nhật Đức sẽ để ý. Và thấy cái đó không phù hợp thì mình sửa lại, mình vậy mới giỏi quý vị, đúng không? Giống hồi từ xưa Nhật Đức chia sẻ Phật pháp, Nhật Đức quen cái câu miền Tây ưa nói câu chịch rồi. Có cô kia ở thành phố cũ nhắc Nhật Đức đúng một lần một. Từ đó về sau Nhật Đức bỏ luôn cái chữ chịch. Có lần người ta nhắc nhở Nhật Đức, thầy đừng kêu chờ nữa, Nhật Đức giảm tối đa, vậy thấy không? Ít tối đa cái chuyện kêu chờ ơ, đúng không? Đó, thầy thấy chưa? Người ta nhắc Nhật Đức cái câu nào Nhật Đức nghe suy nghĩ lại, là cái câu đó mình thấy người ta nhắc đúng rồi, mình phải nhắc mình phải sửa. Thấy không? Mình là một người lãnh đạo lớn, một vị chủ trì chùa, nhưng chúng ta đâu có gần gũi như những con người người ta đang sống chung với nhau. Mình là người ở trên cao, có khi mình đâu có xuống dưới thấp. Nên cái người thành đạt sự nghiệp lớn trong cuộc đời này á, đã lên cao được thì phải đi xuống thấp được. Tại sao ngày xưa những ông vua mà bậc minh quân á, ông ưa giả thường dân để đi gần gũi dân tình, mà ông còn phải đi làm việc cùng với nhân dân, mà người ta không biết ông này là vua, thì ông mới biết được nhân dân của ông có thật sự quý trọng ông hay không. Quý vị à, chúng ta quý trọng con người, chúng ta có thể cho họ cơm ăn áo bận, nhưng chỉ có cơm ăn áo bận không mà thiếu sự chân thật thì cũng chưa đi đến đâu cả. Tại vì bị thiếu sự chân thật, vì cho họ cơm ăn áo bận nhưng thiếu sự chân thật, vì cho họ cơm ăn áo bận nhưng quý vị có dụng ý đến với họ, quý vị sẽ hoàn toàn thất bại. Quý vị biết cái phương tiện là cơm ăn áo bận, niềm vui là một phương tiện mà con người ở trong cuộc đời này ai cũng thích, nhưng quý vị đó là một phương tiện dẫn dụ mà thôi. Còn cái đặc sắc nhất vẫn là phải dạy họ một cái pháp tu dạy thôi, dẫn họ một cái pháp tu dạy thôi. Thì biết vì sao chùa chúng ta đông người mà ổn quý vị? Vì chùa chúng ta không có chia ba xẻ bảy quý vị à. Một người sống với Nhật Đức, sức ảnh hưởng của họ muốn lướt qua Nhật Đức, Nhật Đức nhìn thờ cuộc của bản thân mình, Nhật Đức sẽ khuyên người đó đừng tùy tiện, bỏ tính nó đi, đừng nên tùy tiện muốn phát tiết ở nơi này. Chờ chừng nào tu si bớt đi rồi hạ phát tiên, hiểu chưa? Trong cái thời cụ tôi đang thịnh mà đang sống với cái sự sắp xếp của tôi, sự lo lắng của tôi hoàn toàn phải quy về tôi, thì nó mới thành công được một cái đoàn thể để giúp người, hiểu chưa? Chừng nào tôi lớn tuổi, tôi suy bớt đi, tôi sẽ thấy quý vị là người phát diện được, tôi sẽ để cho quý vị phát diện. Đó mới là thật sự thương quý vị và giúp quý vị. Bây giờ Nhật Đức nói với quý vị nè, mình ở trong cái tầm tay người ta lo lắng giúp đỡ, mà mình lại ở trong chỗ người ta mà mình lại muốn tạo cá nhân cho mình, đúng không? Hoàn toàn sai. Đây là một cái dụng ý sai lầm mà thiếu góc độ. Chúng ta phải gầy dựng mình, phải tạo dựng mình để cho người trên nhìn thấy mình là người chân thật,
người ta sẽ tự nâng mình lên thôi, không cần mình nâng mình lên, người ta sẽ nâng mình lên. Người như vậy mới là người cực kỳ khôn ngoan quý vị à. Đó, nên nhớ kỹ. Nên á, chùa của mình không có chia ba xẻ bảy. Thí dụ như hòa thượng chúng ta là một cây cổ thụ chắc, nhưng mà cây cổ thụ này, cổ thụ thì ít có chạy nhảy lắm, hiểu không? Đó là cổ thụ thì an định nè. Như vậy thì đệ tử của hòa thượng là những đức phải có một người để chạy nhảy, phát động lên, phát động lên. Bây giờ quý vị coi một cây cổ thụ mà hoàn toàn nó còi cọc, thì cây cổ thụ này nó chỉ có gốc mà không có cành lá hoa quả. Nên trong đệ tử phải có người để bố trí làm sao cho cành lá hoa quả nó mọc vào cái gốc một cổ thụ đó. Thì thật sự nó mới hình thành được cái nguyện của thầy. Tại vì cái nguyện của hòa thượng là lập đạo tràng, quý vị coi, xây chùa, cổng chùa để là trang nghiêm tịnh độ. Bây giờ cái cảnh quan nơi này quý vị đến ở cõi nhân gian quý vị thấy thích rồi, mà trang nghiêm tịnh độ thì ngôi chùa phải có người niệm Phật. Không ai niệm Phật làm sao trang nghiêm tịnh độ đây? Tịnh độ đạo tràng ở Tây Phương Cực Lạc không có người vậy thì ai nói ở thế giới Cực Lạc vui? Ở quốc độ Cực Lạc có đẹp cỡ nào đẹp, nhưng mà nếu không có người gì về đó làm gì? Không lẽ sống với cây cỏ? Nên một hoàn cảnh đã xây lên tạo tự thì phải có cái pháp tu, thì cái ngôi chùa tạo ra thật sự mới lợi ích. Ở chùa mình thì những đức tặng tượng Phật quý vị suốt. Bây giờ số lượng tượng Phật mỗi tuần càng ngày càng nhiều thêm, nhiều lắm. Và cái lễ viếng Quan Âm đợt này như đức đặt khoảng gần 3.000 bộ tượng Phật. Đây là cái lượng tượng Phật mà từ trước tới nay gọi là đặt nhiều, quá nhiều, gọi là tượng đẹp chứ không phải là tượng thạch cao. Tượng đẹp đàng hoàng, một bộ tượng như đức đặt vậy hơn 1 triệu. Và cuộc đời như đức đi tu đặt tượng Phật và cúng dường tượng Phật quý vị nhiều lắm, chắc là nhiều lắm. Những đức rất là thích làm tượng Phật. Vì sao? Vì mình nghĩ mình nhiều đời nhiều kiếp mình giải đãi quá, là do vì mình không gần được Phật. Bây giờ mình tặng tượng Phật cho người ta để cho người ta nhìn Phật, để soi gọi tâm người ta niệm Phật, người ta lễ Phật, giúp cho mình dũng mãnh tinh tấn đời này vậy thôi. Nên cái việc mà tặng tượng Phật còn thêm một cái ý rất quan trọng mà những đức nghĩ đến, đó là những đức muốn chân thật đem cái môn tịnh độ này cắm gốc từng nhà. Sau này cuộc đời những đức có sự trở ngại gì thì vì hãy nhớ lời những đức nói, đó là tịnh độ pháp tu thù thắng, pháp chính Phật đã chỉ dạy. Mỗi vị Phật ở quốc độ nào cũng tán thán tịnh độ. Vậy vị phải nhớ kỹ, người tu tịnh độ phải nhớ chỗ này. Muốn tu tịnh độ cả đời không thối tâm, phương pháp đặc biệt nhất đó là gầy dựng tín nguyện. Và thành tựu con đường giảng sanh cũng từ tín nguyện, và tu an lạc cũng từ tín nguyện, tâm bình an cũng từ tín nguyện. Vì tín nguyện ngay Phật nên tất cả những vọng tưởng thiện ác đều quy về Phật. Chỗ này quan trọng lắm. Nên ở tại gia phải có bàn thờ Tam Bảo, ảnh hưởng đời mình, ảnh hưởng đời con cháu. Vì con cháu nhìn ông bà cha mẹ
niệm Phật lễ Phật. Từ nơi đó mà con cháu ảnh hưởng. Và chúng ta là người tu đạo phải có sự vui vẻ an lạc để con cháu, người thân, mọi người nhìn thấy mà ngưỡng mộ. Giống như câu chuyện mà những đức mà thường kể, mà khi đại sư Liên Trì còn trẻ đi đến nhà của bà lão gần xóm, thấy bà thường niệm Phật lễ Phật. Đại sư Liên Trì hỏi bà lão rằng: bà niệm Phật lễ Phật để làm gì, có lợi ích gì? Thì bà lão nói rằng: năm xưa khi chồng tôi còn sống, ông cũng phiên tôi niệm Phật lễ Phật, tôi không có nghe. Khi ông phiên tôi không nghe thì ông cứ duy trì ông niệm Phật lễ Phật bình thường. Khi sau này cuối cuộc đời ông ra đi rất là tốt, ra đi rất là tự tại. Tôi nhìn từ những cái điểm đó mà tôi niệm Phật lễ Phật. Khi mình nghe câu chuyện này thì tự mọi người mình suy nghĩ. Giống như câu chuyện của cái ông lò rèn đó, không? Chỉ đãi người xuất gia một buổi cơm đúng là đủ duyên thiệt. Đãi một buổi cơm mà gặp báo vật, đó là gì? Dạy cho niệm Phật. Người xuất gia này trả ơn cho ông bằng cách khuyên ông niệm Phật. Thì ông nói công việc của ông bận bịu lắm, không tu tập được. Người xuất gia này nói rằng có một cái pháp tu mà ông có bận cỡ nào cũng tu được. Ông làm bất cứ việc gì ông cứ niệm Phật, đó là một phương pháp tu hành cực kỳ hay. Từ đó về sau thì ông chân thật ông niệm Phật. Người vợ còn thấy, nói rằng ông làm việc mệt như vậy, miệng còn niệm Phật, không sợ mệt thím sao? Ông nói rằng không, lúc trước không niệm Phật rất nóng, rất khó chịu, rất phiền não. Nhưng từ khi được thầy dạy niệm Phật, tôi chân thật nghe lời niệm Phật, không thấy nóng, làm việc không thấy mệt, và rất là vui. Không? Và câu chuyện của ông này cuối cùng niệm Phật cũng là biết ngày giờ giáng sanh. Thì coi Hòa Thượng Hải Hiền niệm 92 năm một câu Phật hiệu. Chúng ta niệm mấy năm thì lại nói rằng không thấy gì cả, thì muốn thấy cái gì? Vì hỏi như đức niệm Phật mười mấy năm nay thầy có thấy gì không? Tôi thấy mỗi ngày tôi vui vẻ. Đó là cái an lạc tự tại nhất, là tôi thấy tôi vui vẻ. Rồi tôi thấy phát tâm rộng lớn. Tôi thấy tôi là nghĩ được nhiều việc làm lợi ích cho mọi người. Đây là cái thấy đặc biệt nhất mà chúng ta không dùng trí tuệ để nhìn. Đúng quý vị? Những đức nói một cái gia đình nghe vợ chồng con mà đều biết tu biết niệm Phật hết. Đây gọi là tịnh độ đạo tràng. Đạo tràng tịnh độ nằm ở đâu? Nằm ở gia đình quý vị, mỗi một người đó. Ngay cái chỗ bàn thờ ngôi Tam Bảo quý vị đó. Và mỗi ngày quý vị niệm Phật lễ Phật đó, đó là tịnh độ đạo tràng ngay nhà quý vị đó. Nên tặng tượng Di Đà Quan Thế Chí cho quý vị để thờ tại gia đình quý vị, để cho người người có được tịnh độ đạo tràng ngay gia đình của mình, đời mình, và sau này tới đời con cháu học theo mà làm. Cuộc đời nhà Đức đi đến đây chân thật làm việc này, nhiệt tình hết mình làm việc này, chân thật đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu. Ai có được lợi ích hay không đó là chuyện của quý vị. Bản thân những đức tu học lợi ích xác thực 100%. Nếu như bản thân những đức không được lợi ích thì nói chi nữa? Nếu bản thân mình là người làm việc đó mà không được lợi ích thì nói chi nữa? Bản thân những đức rõ ràng tu học hiện đời lợi ích. Hiện đời lợi ích.
Mình càng niệm Phật tâm mình lại rỗng rang, mình càng niệm Phật mình lại nhiều cái nhìn thấu được trong cuộc đời này. Nó không buộc ràng mình từ cái danh cái lợi được. Những đứa cảm giác danh lợi đối với những đứa rất nhẹ nhàng, và cũng không quan trọng quá vì những sự việc danh và lợi. Có khi mà trong chùa ngồi chơi với mấy người làm việc chung trong ngôi Tam Bảo, có khi mình rất là gần gũi, gần gũi đến mức mà nhiều người phải xem thường mình, quá gần gũi. Mình nói rằng họ cứ xem thường mình, điều đây rất thích thú. Tại vì sao? Vì đó là phương pháp để hạ cái ngã và tiêu cái danh. Và chia sẻ Phật pháp thì đem những văn tự cực kỳ đơn giản bình dị để chia sẻ. Vì sao? Vì cao siêu không làm được. Đơn giản bình dị sẽ làm được, cao siêu không làm được. Chúc vị an lạc vị ơi. Ngùi ngùi chút mấy bà. Cười là điều hạnh phúc nhất nha quý vị. Cười cái coi cho tỉnh táo coi nè. Thấy không? Nhớ nghe, nhà Đức rất chú trọng nụ cười nghe quý vị. Tối đêm nay vẫn còn sinh hoạt. Ai ở lại thì sinh hoạt, còn đi về thì cầm cái quạt tự quạt. Ê quý vị, thấy hay chưa? Ai ở lại thì sinh hoạt, mà ai về nhà thì tự cầm cây quạt mà quạt. Thấy không? Quạt mới về đâu 7.000 cây, bữa nay Phật tử chưa có thì tặng. Nó là chút ra ngoài trước đó tặng. Cầm cái quạt là tiêu trừ quán khí nghe. Mỗi lần buồn ai quạt đi, quạt đi. Thấy không? Mà quạt một cái nghe niệm một câu Phật hiệu nghe không? Vì nhìn là cái quạt. Thầy cười với mình kìa. Đúng không? Mình phải cười lẽ thôi. Vậy thì hết buồn quý vị à. Đúng không? Chúc vị an lạc vậy ơi. Chúc vị luôn luôn vui vẻ nghe. Tính nguyện niệm Phật kiên cố. Đời này chúng ta hẹn gặp ở cực lạc vậy ơi. Hẹn gặp ở cực lạc nghe. Rồi bây giờ chúng ta nè, đọc 12 lời đại nguyện để phát nguyện đời này phải niệm Phật giảng sanh quý vị. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài
cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm quý vị ơi. Và đời này chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc quý vị à. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.